Xe đậu xe đo được nào. Sửa sửa đây bây mất chất tì cổ lộp sửa lạnh rập an ngày ní chuộc thì thế đấy và cho mùi đừng thông ba đọc bì cổ lộp nâu đồn nồi và là ní kết tha mạnh bà chè mà xin thân lòng phê cho lâu ôi cật bật luật mà xin bày thuê ca nè nâm một bì ca bà bà và lâu dựng đạp lường bà lô ấy và lâu dừng về những thuật bọn mình nên làm là nên làm một phi mịch sơ muốn và mịch sơ đi cư một phép NTS và đọc sạc mới thế ba mới to là đọc thì em đọc mình đi đo ấy rồi cái này đo mình khởi nhỉ đo thọt đó sạc thọt và lâu mà chắc cất riêng pro pro luôn này nhá vậy này mới mùi nắng anh ấy cất đo chân đây bạn tại cất đạn với nhau mình thọt to tiền lâu sông bờ dài to tiếp bạn ấy cứ chia SM và rồi microphone mà phết TSM đây ni graphic graphic phết CD 5E nhá mọ graphic nhá men men DBX tê và phết pro yo thế chanh HL hay ni free phleung free phleung mai rẹ ba hay tơ mô pre cắt sầm lên mày rẽ hơi âm phí micro 750W âm phí solo 1000W âm phí bass 4000W chấm nôn pi cường và pi đớm và đây âm phí từng ngọn này cứ ô thu bass chấm nôn đập pi cướp và đập pi cướp cứ miền mà phây môi chấm nôn của môi cướp hay nâng đập bằng bay níu chấm nôn của môi cướp free 4000 mà đám ô hở 18 nhiêu จํานวน 6 ครับ นี่ ha hay 4000 mà đám tiếp ô hở 21 nhiêu จํานวน 8 ครับ บาท คือ ประเภท Jeep บาท Jeep 1500 W บาท 18 นิ้วก็ 1500 W ដែរ บาท ហើយ ចំណែក free solo 1000 W ô solo 6 ធុងដែរ បាទ ประเภท Thada Thada 15 นิ้วហើយនឹងអេគុយបេបេអាបាទហើយអំភ្លី100ដល់350វ៉ាត់នេះគឺអូសមីក្រូ2បាទគ្រឿងជាមួយនឹងក្តិតម៉ាក់ SA 250វ៉ាត់បាទនេះ250វ៉ាត់អូបាទអានេះគឺផ្នែកខាងក្រោយបាសបាទជាស្រ័យហងបងប្អូនបានដោយសារវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានមកថតរៀងបញ្ញាផងហើយណាមួយថ្ងៃក្តៅបាទឃើញថាមិនសោះជាច្បាស់ប្រហែលទេបាទបាទមានចម្ងល់អីអាចខលសួរខ្ញុំបានឬក៏ខមមិនក៏បានដែរបាទហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺយ៉ាងដុងបាទនេះតម្រងម៉ាស៊ីនភ្លើង
ើយចាប់កាប់លុនឌីលម៉ូអ៊ីតាលី16កាវីអាហើយម៉ាស៊ីនយ៉ាងដុងគឺ22សេះ1110
lên lên vô làm chốt cái này chơi mới còn đi mình mới rồi micro này chẳng qua là nó bàn rồi ลืมตา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 ลื